kiều gia thái tử gia bị ép kế thừa gia sản rời nhà trốn đi trước khi trốn đi dốc lòng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kết quả bị coi là tiểu đáng thương không cha không mẹ kiều ngọc ở quê không có văn hóa học ở nông thôn không có điều kiện thành tích kém cũng không sao kiều ngọc không có cha không có mẹ thân thế đáng thương các người ngàn vạn lần không thể khi dễ cô ấy kiều ngọc vẫn luôn làm thêm tiết kiệm bữa cơm này chúng ta mời đi cho đến một ngày Người nào đó xuất hiện trên tạp chí tài chính kinh tế, mọi người choáng váng. Kiều Ngọc trong mắt người ngoài. Quảng trường múa cột, đánh khắp tiểu khu kỳ đàn vô địch thủ, biết ngũ hành bát quái xú thần côn, dựa vào viết chữ trợ cấp gia dụng tiểu đáng thương, nông dân không có tiền không biết chơi điện thoại di động, làm thêm tiết kiệm võ đánh thế thân. Kiều Ngọc trong mắt phan. Đại hạ võ học người thừa kế, kỳ đàn quốc thủ, tiểu nam sơn duy nhất đích hệ thân truyền đệ tử, quốc học thư pháp đại gia, dùng binh pháp đánh Edport vương giả, ức vạn gia sản người thừa kế, ảnh đế đại lão. Từ then chốt trong tiểu thuyết. Sau khi xuống núi, thái tử gia lại bị ép kế thừa gia sản không có cửa sổ đạn. Sau khi xuống núi, thái tử gia lại bị ép kế thừa gia sản toàn tập đao loa. Sau khi xuống núi, thái tử gia lại bị ép kế thừa gia sản. Chương 1 Thật thiên kim, giả thiên kim. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một thiên kim thật thiên kim giả kiều gia bị ông nhầm thật thiên kim nhận lại chuyện này kinh động toàn bộ du thành kiều lão gia tử đánh cả đời thiên hạ từ trước đến nay khiêm tốn làm người sao lần này lại cao điệu như vậy cái này ngươi cũng không biết đi cái này thật thiên kim thân phận cũng không tầm thường tiêu đề báo chí có thể viết kiều gia chân thiên kim lâm niệm tiểu thư mã giáp khắp nơi là tiểu tổ tông của vô số đại lão trong nghề. Cũng không phải là muốn hảo hảo báo cáo sao? Truyền thông du thành đã nổ tung, vây quanh nhà tổ kiều gia chật như nêm cối. Hôm nay là sinh nhật Lâm tiểu thư, nhận tổ quy tông, vui càng thêm vui. Đúng rồi, hôm nay thiên kim thật nhận tổ quy tông, thiên kim giả kia có tới hay không? Nực cười, một khi phượng hoàng biến thành gà rừng, nàng còn có mặt mũi. Đúng vậy, Phượng hoàng giả này đặt trước mặt Lâm tiểu thư, cô ta xứng sao? Tôi cũng vậy. Các phóng viên tiểu đệ chật chật hai tiếng, trường hợp này, thức thời liền trốn xa một chút. Còn vội vàng tham gia náo nhiệt này, cũng không mất mặt sao? Đến rồi đến rồi, là xe của Lâm tiểu thư. Biển số xe của ông trùm bọn họ thuộc lầu lầu, một tiếng này làm cho các phóng viên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt chật như nêm cối chiếc xe sang trọng khiêm tốn chậm rãi chạy tới. Phía sau có hơn 10 chiếc Hummer, thuần một màu đen, thật phô trương. Này này này, không nên cưng chiều như vậy chứ. Đại lão chính là đại lão. Ngày mai đầu đề lại muốn nổ tung. Phóng viên vội vàng chụp ảnh. Chỉ là, chiếc xe sang trọng này vừa mới dừng ở cửa hông, cửa xe còn chưa mở, hơn 10 chiếc Hummer phía sau trực tiếp lướt qua, cũng không dừng lại. Đây tình huống gì các phóng viên có chút bối rối giây tiếp theo cửa chính điêu khắc gỗ tử đàn màu đỏ thẫm của tổ trạch kiều gia chậm rãi mở ra theo thứ tự đại môn trung môn nội môn ba đạo chính phòng chính viện đại môn toàn bộ mở rộng lão quản gia dẫn theo một đám vệ sĩ đi ra nhanh chóng sơ tán phóng viên thái tử gia đã trở lại các ngươi đừng quay nữa thái tử gia chúng ta không gặp người ngoài hơn mười chiếc hung mơ chậm rãi dừng lại kiều gia vệ sĩ đúng chỗ chờ ở hai bên cửa chính các phóng viên đều ngớ ngẩn thái tử gia người nào họ nhìn về phía trước một thiếu niên gầy gò từ trên xe bước xuống ước chừng mười bốn mười lăm tuổi một đầu tóc ngắn mềm mại sạch sẽ bộ dạng trắng nõn tinh xảo trong xương đều lộ ra phần ruột trè trường hợp hôm nay con cháu ruột kiều gia thuận một sắc chính trang cô thì ngược lại, một chiếc tê. Sớt màu trắng, mặc quần dinh, muốn tùy ý thì tùy ý. Nàng vừa xuống, thái tử đảng kiều gia lập tức bảo vệ nàng trong ngoài nghiêm ngặt. Các phóng viên căn bản không đến được. Chỉ có thể từ trong khe hở nghe thấy một câu hỏi trong suốt lại sạch sẽ. Sao lại nhiều người như vậy? Thái tử gia không biết, hôm nay có một vị khách đến. Ồ, thiếu niên thản nhiên lên tiếng, đi thẳng vào cửa chính. Tràng diện lập tức an tĩnh lại các phóng viên đưa mắt nhìn nhau ai vậy phô trương lớn như vậy cửa lớn kiều gia đều mở phải biết quy củ của tổ tiên kiều gia đại môn này chỉ có chính nhi bác kinh chủ tử có thể đi vào coi như là những kia con cháu ruột cũng chỉ là từ góc đông cửa hông đi vào vị này chính là thiên kim giả một phóng viên bác quái ánh mắt hưng phấn kiều gia thái tử gia kiều ngọc kiều gia viên nhi đứng hàng thứ sáu thuở nhỏ bị coi là nam nhi nuôi dưới danh nghĩa kiều lão gia người thừa kế duy nhất của kiều gia nhập gia phả lần này có trò hay để xem ngồi chờ đại lão xé thiên kim giả lợi của tác giả đi sang ác khuyết tật nữ cải nam trang nữ cải nam trang nữ cải nam trang chuyện quan trọng nói ba lần Lâm Niệm không phải nữ chính. Độc giả 600512117, chào mừng đến với tác giả, hết chương này. Chương 2 Ông sai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Ông nhầm rồi. Kiều gia này, tổ tiên là đại gia huân quý. Năm xưa theo chính trị, tuổi già theo thương mại. Nơi kiều lão gia tử ở, là xuyên đường viện ngũ tiếng do lão tổ tông truyền lại, nhà ngói gạch xanh, thành quý lịch sự tao nhã. Vừa vào cửa nhà, từ xa đã có thể nghe thấy gánh hát lê viên hát ma cô hiến thọ. Hôm nay là sinh nhật Kiều Ngọc, là người thừa kế duy nhất của Kiều Gia, thổi nhỏ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, một năm cũng chỉ có một ngày này có thể không cần luyện võ học thuộc lòng, cũng không cần kiểm tra sổ sách xã giao. Còn có thể xem kịch lớn. Kiều Ngọc đã nghĩ kỹ rồi. Nàng muốn đem bác tiên đấu bạch viên, bách điểu đấu kim thiền, còn có ngoạ hổ câu, lưỡng lan quang, nhất tiễn thù. Kiểm tra lại toàn bộ. Lão quản gia thấy trong lòng nàng cao hứng, cũng cười hiếp mắt. Thái tử gia không phải vẫn muốn, du xuân độ, trong thư phòng sao, sáng nay lão thái gia đã phái người đưa tới. Lão gia tử cam lòng. Lão quản gia nhìn chầm chầm gò má trắng nõn tinh xảo của cô. Ý có hàm ý. Thái tử gia trưởng thành rồi, kiều gia này về sau đều là của thái tử gia. Thái tử gia cũng không hiếm lạ, thái tử gia muốn nhất là một chiếc điện thoại thông minh, còn muốn một chiếc máy tính. Hảo huynh đệ. Kiều Ngọc nhìn về phía Giang Dần. Giang Dần nháy mắt mấy cái với cô. Tiểu Ý Tứ. Giang gia và Kiều gia là bạn cũ, Giang gia tiểu công tử là bạn học Kiều lão gia chọn cho Kiều Ngọc hai người đánh nhỏ mặc một cái quần. Lão quản gia làm như không nghe thấy. Kiều gia gia giáo nghiêm, gia quy nhiều. Con cháu không thể tham lam hưởng lạc. Thái tử gia mau đi diễn đi. Lão quản gia bước nhanh hơn. Lão thái gia đã sớm chờ. Quả nhiên. Lại bị chuyển hướng. Giang dần ở bên cạnh nghẹn cười. Vì hảo huynh đệ mặt niệm một phen. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới tụ Lê Viên. Trong vườn 18 bàn tiệc mừng thọ ngồi đầy khách khứa. Kiều Ngọc mang theo một đám vệ sĩ đi vào, mọi người lập tức an tĩnh lại. "Tiểu Lục nhà chúng ta đã về." Cố Vân đứng lên, vẫy vẫy tay. "Mau tới đây ngồi." "Mẹ." Kiều Ngọc nhu thuận kêu một tiếng. "Giới thiệu cho em một chút, đây là Lâm Niệm, em gái em." Cố Vân cười sâu không ít. "Mới từ nước ngoài trở về." Bên cạnh Cố Vân, có một cô bé ngồi. Bộ dáng rất đẹp, đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, đầu cũng không ngẩng lên. Tôi nói này cố vân, cô còn giấu đứa bé làm gì? Đại bá mẫu Kiều Gia bất mãn nói. Sáu ngàn kim chân chính của Kiều Gia chúng ta trở về nhận tổ quy tông, có gì không tiện nói. Cố vân hoảng sợ, sợ đứa nhỏ không tiếp thu được, muốn mở miệng lại bị một câu chặn lại. Lục thiếu, cậu không phải người nhà lão Kiều, năm đó mẹ cậu ông nhầm cậu rồi làm sao có thể kiều ngọc lập tức sửng sốt ông nhầm bác gái thân thích ngồi một bàn của cố vân nhìn bộ dạng này của cô tiếp tục mở miệng niệm niệm vừa trở về lão gia tử rất đau lòng nhất định phải nhận lại dù sao niệm niệm chúng ta cũng có tiền đồ tuổi còn nhỏ lấy được hai học vị là thiên tài chân chính nghe nói còn quay phim nhận được không ít giải thưởng vẫn là một đại tác giả sách bán rất chạy năm vị bá mẫu kiều gia cà lâm uống trà vẻ mặt hả hê khi người gặp họa mấy năm nay ông cụ kiều gia chậm rãi ủy quyền kiểm tra sổ sách xem khối sổ sách này toàn bộ giao cho kiều ngọc ban đầu các nàng nhìn nàng tuổi còn nhỏ dễ khi dễ mở không ít công ty không đầu đi tiêu thụ sổ sách nhưng không ngờ tiểu thái tử kiều gia còn lợi hại hơn cả lão gia tử cô ấy không làm phiền bạn còn chủ động mời khách ăn cơm lại nói ba phần lưu bảy phần cho đủ mặt mũi chính là không nói chuyện tiền muốn dùng thân phận trưởng bối áp chế nàng cô ngược lại trực tiếp dùng danh nghĩa ông cụ bao vây toàn bộ công ty bọn họ nói trắng ra chính là một con sói con khoác da thỏ ai chọc nàng móng vuốt kia trực tiếp cào ngươi mặt đầy máu mà cô hiến thọ hát xong đạp hát khỉ lạc cũng ngừng lại. Mọi người nhìn về phía Kiều Ngọc. Ngay cả lâm niệm cúi đầu nghịch điện thoại cũng ngẩng đầu lên. Kiều Ngọc bất động cứng đờ ở đó, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nói đùa cái gì? Nàng vẻ mặt không dám tin, nhìn về phía lão quản gia. Còn có chuyện tốt như vậy. Mọi người. Lâm niệm. Hết chương này. Chương 3 Thái tử gia cỡ lớn tuyển phi hiện trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Thái tử gia đại hình tuyển phi hiện trường lão tử sao lại nuôi một con sói mắt trắng như ngươi. Giọng nói uy nghiêm hùng hậu vang lên, Kiều Ngọc lập tức che lỗ tai lại. Đau quá. Lão gia tử buông tay. Ngươi còn cười. Kiều lão gia tử không buông, tức muốn chết. Mệt hắn còn lo lắng thằng nhóc này cáu kỉnh cái thứ vô tâm vô phế này lão quản gia đau lòng cố vân cũng chạy tới khuyên nhủ đứa nhỏ còn nhỏ lão gia tử đừng nóng giận đám người thái tử đảng cũng phụ họa thái tử gia nói đùa lão thái gia buông tay ra các ngươi nuông chiều nàng kêu lão gia tử thuận theo sườn núi xuống lừa thằng nhóc con chính là thiếu giáo huấn thủ hạ nhanh chóng cười làm lành nói cái gì mà thái tử gia bướng bỉnh quen. Nhất thời không kịp phản ứng, quay đầu lại trong lòng khó chịu. Vừa nghe lời này, Kiều lão gia tử lại giận dữ. Hắn năm nay hơn 70, hai bên tóc mai tái nhợt, lưng lại thẳng tắp, không lộ vẻ còng lưng già nua. Lại bởi vì chấp chưởng Kiều gia mấy chục năm, toàn thân đều lộ ra một cổ uy nghiêm, vãn bối đều sợ hắn. Đôi mắt đục ngầu sắc bén của hắn quét về phía toàn trường hôm nay tôi sẽ nói chuyện ở đây kiều ngọc chính là cháu ruột của lão kiều gia tôi ai dám nói cái gì có cái gì không sớm chia gia sản cho lão tử cúc đi lời này liền nghiêm trọng lão gia tử hồ đồ chẳng lẽ còn muốn đem gia nghiệp tổ tông kiều gia ta giao cho một người ngoài trước kia thì thôi lão gia tử nhìn trúng kiều ngọc cũng không có gì nhưng niệm niệm mới là cháu gái ruột của ngươi kiều lão nhị cũng mở miệng đúng vậy lão gia tử cũng không thể quá bất công, kiều diệt nhà chúng ta cũng có khả năng. Năm vị đại bá kiều gia là trở mặt. Chị em dâu thân thích cũng đang oán giận. Không ít vẫn là thư hương môn để đi ra đại tiểu thư, vì gia sản này cũng có thể cùng mặt đỏ cổ thô ồn ào. Kiều Ngọc ở bên cạnh xoa tay. Cô còn chưa hoàn hồn lại. Bởi vì cám dỗ này thật sự quá lớn. Không cần luyện võ. Không cần xem sổ sách không cần học thuộc lòng không cần xét gia quy không cần hôn mê buổi sáng còn không cần đánh tay đây cũng quá sảng khoái nàng tuổi còn nhỏ trong lòng không nghĩ nhiều lắm dù sao hiếu vi tiên hiếu vi nhân thừa hành hiếu đạo tự nhiên còn phải tận hiếu trước mặt lão gia tử vấn đề là không cần gánh vác trọng trách nặng nề còn có thể có điện thoại di động máy tính đủ rồi. Kiều lão gia tử giận dữ một tiếng, đi tới chủ viện ngồi xuống, lại vẫy vẫy tay với Kiều Ngọc. Lại đây ngồi. Kiều Ngọc lấy lại tinh thần, trên mặt thành thật không ít. Hôm nay các ngươi vừa vặn đều ở đây, ta liền biểu lộ thái độ. Kiều lão gia tử chỉ chỉ năm cháu ruột của Kiều gia, lại chỉ bảy tám con cháu của tầng tổ tông. Các ngươi, còn có các ngươi, đều tiến lên đây. Anh vỗ vỗ bả vai Kiều Ngọc. Các người nói Kiều Ngọc là người ngoài, vậy để cô ấy chọn một người Kiều Gia, ở rễ Kiều Gia. Kiều Ngọc trừng mắt. Một câu nói nhất lên ngàn tầng sóng. Trang diện lập tức nổ tung. Muốn nói Kiều Gia này, dèn chính là tốt. Tổ tông hiển hách, bộ dáng khí chất nhất đẳng nhất đẳng, đặc biệt là dáng người, thuần một sắc chính trang, mỗi người cao gầy đẹp trai. Bọn họ đứng trước mặt Kiều Lão Gia Tử. Kháo, đây là tự mình tuyển phi cho thái tử gia. Lâm niệm. Không tự giác gì cười. Hết chương này. Chương 4. Nhà này sinh ta không có thèm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4. Gia sản này ta không hiếm là sắc mặt Kiều Ngọc lập tức đen lại. Thái tử gia tỏ vẻ, đều là huynh đệ mặt quần thủng đích cùng nhau lớn lên, không xuống tay được. Huống chi? kiều ngọc đột nhiên nhớ tới một chuyện lúc nhỏ con cháu kiều gia phải vỡ lòng ở trường tư thuộc kiều gia một bên học mông học một bên học thuộc gia quy lúc ấy nàng còn nhỏ là cháu gái duy nhất của kiều gia người hầu trong nhà thích ăn mặc nàng nhất lúc đến đọc sách cô thắt hai bím tóc mặc một chiếc váy nhỏ vui mừng khi gặp lại năm anh em nhưng mà đám tiểu tử này lấy nước tiểu làm bẩn nàng cười nhạo nàng không thể đứng đi tiểu Kiều Ngọc nào từng bị loại tức giận này. Lúc ấy cô lau nhà dính phân, quét ngang ngàn quân, trực tiếp đánh bọn họ nằm sắp xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc âm sầm. Có lẽ là lần này quá mất mặt, từ đó về sau, cái này năm ca ca, nhìn thấy nàng đều vòng đi. Để sau, bị lão gia tử tuyển làm người thừa kế, đi theo sư phụ, mấy người dần dần cách liền xa. Mấy năm nay, cũng không liên lạc nhiều. Ngẫu nhiên gặp mặt, nhớ tới xấu hổ khi còn bé, cũng không dám nhìn cô. Bại tướng dưới tay. Em cũng chướng mắt. Cô nói. Gia sản này em không cần một xu, em muốn rời nhà gây dựng sự nghiệp. Hồ đồ. Kiều lão gia tử giận giữ mắng một tiếng. Căm miệng cho lão tử. Kiều Ngọc như không nghe thấy. Nàng đứng lên, sau lưng đèn lồng đỏ thẩm chiếu cao, thừa dịp dáng người nàng thẳng tắp. Cô quét về phía toàn trường, trầm ổn mở miệng. Kiều Ngọc ta, một là không muốn dựa vào bóng mát tổ tiên để sống qua ngày, hai là không muốn nhận thức ăn xin của người khác. Năm đó Thái Tổ Gia Gia thu muối buôn lương thực, dùng hai tay mình kiếm được phần gia nghiệp này, thân là con cháu Kiều Gia, có tổ tông kinh nghiệm giáo huấn trước, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì sao? Gia sản này, Kiều Ngọc tôi, không hiếm lạ. Thanh âm nàng không lớn, nhưng từng câu từng chữ, âm âm đập vào lòng mọi người. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Kiều lão gia tử hét lớn ba tiếng, hai tay đều đang khẽ run rẩy. Phần ngạo khí này, phần tự tin này là bộ dáng Kiều gia hắn nên có. Vẻ mặt hắn đầy kiêu ngạo. Đây mới là người thừa kế hắn tự tay dạy dỗ. Trong sân lập tức an tĩnh lại. Năm vị bá bá Kiều gia sắc mặt phức tạp, không phân biệt được hỉ nộ. Kiều Ngọc không nhìn mọi người, đi thẳng đến trước mặt một đám con cháu hôm nay kiều ngọc nhờ vả trước khi rời nhà muốn dặn dò mấy vị ca ca vài câu đạo đức gia truyền mười đời trở lên canh độc gia truyền thứ hai thi thư gia truyền lại thứ hai phú quý gia truyền bất quá ba đời chúng ta những tiểu bối này nhận được dư âm của tổ tiên tuân theo tổ huấn nếu vẫn đần độn cách kiều gia bị thua cũng không có mấy năm đều nghe rõ chưa đám con cháu kiều gia vội vàng gật đầu gật đầu xong trừng mắt chết tiệt sợ hãi cũng quá nhanh về bài học của ngươi ngươi là cái thá gì mấy người vừa định tỏ vẻ bất mãn lại đối diện với ánh mắt trịnh trọng của kiều ngọc lại sợ hãi quên đi quên đi đánh không lại vẫn là nhận thua trước thì tốt hơn kiều ngọc hài lòng gật đầu lúc này mới ngồi trở về cầm lấy vở kịch trên bàn cái này cái này, còn có cái này, đúng rồi, bách điểu đấu kim thiền, cái này cũng không thể thiếu, cuối cùng tới ra lưỡng lan quan, già già thích nghe. Ngón tay cô chọc chọc tên vở kịch, cười nhu thuận, còn có chút ngượng ngùng. Có phải hơi nhiều một chút không? Lão quản gia từ trong sững sờ ban đầu lập tức phản ứng lại. Không nhiều không nhiều, thái tử gia muốn gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, tùy thái tử gia cao hứng. Kiều Ngọc lại liếc trộm kiều lão gia tử một cái. Kiều lão gia nghiêm mặt. Quen cô ấy rồi. Vẻ mặt anh nghiêm túc. Đùa giỡn một trận uy phong, thoải mái rồi sao? Kiều Ngọc ngồi thẳng người một chút. Ông nội dạy dỗ rất đúng. Sau này ở bên ngoài, nếu làm mất mặt lão tử, xem lão tử không đánh ngươi. Ánh mắt Kiều Ngọc sáng lên. Gia Gia đáp ứng rồi. Điện thoại, máy tính. Cô ấy kia. Hết chương này chương 5 Má ơi, bảo tàng gì nữ hài? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Mẹ ơi, cô gái kho báu gì bên kia? Lâm niệm lộ ra đầy tiệc tân khách, nhìn về phía Kiều Ngọc ngồi trên ghế chủ tọa. Dưới đài Lê Viên, thiếu niên quy củ ngồi, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ bàn nhu hòa, còn mang theo một tia nhu thuận, hoàn toàn không có tính công kích. Nhưng chỉ vừa mới thôi. Khí thế của người này như một lưỡi dao ra khỏi vỏ, sắc bén, tôn quý, đại khí, bộc lộ tài năng. Áp đến tất cả mọi người không thở nổi. Nói thật, đối với thân thế của nàng, nàng đã sớm biết. Không nhận là sợ phiền toái. Nhưng gần đây, bạn tốt vì nàng Donnie đóng dày một bộ phim gọi là Thiên Kim Hào Môn trở về. Nhân vật phản diện chính là Thiên Kim giả xuyên suốt toàn văn. Chẳng qua gần đây không có linh cảm lúc này mới để cho cô nhận người thân, cải biên hiện thực, mảnh lới lớn hơn nữa. Nhưng mà... Lâm niệm hít sâu một hơi, mặt ngoài ổn định như chó già, trong lòng hoảng hốt. Ngươi mẹ nó không theo kịch bản đi. Không theo kịch bản. Lão tử làm sao tiếp diễn? Ngã. Đã nói là xé ép mà. Ngươi còn vui vẻ. Vui cái lông. Niệm niệm, đừng trách mẹ, dù sao tiểu lục sống ở kiều gia chúng ta lâu như vậy nhất thời cũng không thể đúng rồi đúng rồi lâm niệm trong lòng điên cuồng gật đầu kế tiếp dựa theo bạn tốt kịch bản nhân vật phản diện mù mù hẳn là than thở khóc lóc nói cho nữ chính về sau không nên giận chó đánh mèo nhân vật phản diện dù sao từ nhỏ nuôi đến lớn muốn cho nữ chính nhường nhịn nàng mọi việc nhìn một chút mười phần bất công mới có thể làm cho người xem nghiến răng nghiến lợi nhưng không ngờ, cố vân sờ sờ đầu lâm niệm, cười tự ái. Bất quá, dựa theo ý của lão gia tử, phỏng chừng ngày mai tiểu lục sẽ rời nhà, sau này mẹ chỉ yêu con. Chỉ. Tình yêu. Mày. Ba từ. Ánh mắt lâm niệm tối sầm Sụp đổ. Nhưng. Trước khi sụp đổ, lâm niệm lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh nhân vật phản diện, nói cho bạn tốt cảnh này cô không nhận chỉ là cô ấy vừa mở khóa thiếu niên nhạy bén nhìn qua tay lâm niệm run lên tới ngay nhân vật phản diện hắc hóa ngay bây giờ đối với ta chiếm đoạt nhà ngươi chiếm đoạt gia sản ngươi để cho ngươi tịnh thân xuất hộ nói xem ngươi có hận hay không nhanh lên lão tử tiếp được kiều ngọc sửng sốt cô liếc mắt nhìn điện thoại thông minh trong tay lâm niệm là người thừa kế thuở nhỏ dậy hỉ nộ không hiện ra vẻ mặt bất quá nàng vẫn toát ra một chút hâm mộ lại rất nhanh ngừng lại cô lại nhìn về phía lâm niệm từ nhỏ đã tuân thủ tri lễ còn nhàn nhạt gật đầu với lâm niệm coi như là chào hỏi răng rắc khoảnh khắc camera bắt được người mặt lâm niệm đỏ lên trong ảnh một vị thiếu niên tóc ngắn cười khách khí lại khiêm tốn còn lộ ra một tia tự phụ trời sinh. Mẹ ơi! Đây là nhân vật phản diện gì? Đây quả thực là cô gái kho báu. Lão tử muốn phan. Đêm đã khuya. Khách khứa dần dần giải tán. Kiều gia có một truyền thống, trước khi chủ tử thân phận quý trọng rời nhà, phải sớm đóng cửa lớn, từ chối khách đến. Phòng ngừa có người nhân cơ hội trà trộn, đối với chủ nhân bất lợi, cũng có thời gian tầng tầng sàng lọc hành lễ tránh bỏ sót. Hạ nhân kiều gia bên này chuẩn bị từ trên xuống dưới, tiếng người sao động. Nhưng trong chủ viện, lại không ai dám quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi, hoàn toàn yên tĩnh. Đột ngột. Cửa sổ điêu khắc gỗ của chủ viện bị mở ra một khe hở, một cái đầu đen như mực thò vào, nhìn chung quanh một chút. Nhìn thân hình, là một thiếu niên, mặc vừa mới yến hội chính trang, âu phục áo khoác cũng không cởi. Hắn linh hoạt lẻn vào, lặng lẽ xuống đất, lại tiến đến bên giường, ngồi xổm xuống. Sau đó vương đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh, chọc chọc chăn trên giường. Thái tử gia, có cần thì tẩm không? Hết chương này. Chương 6 Thái tử gia thì tẩm sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Thái tử gia thì tẩm sao? Thanh âm thiếu niên thanh nhuận, như côn sơn ngọc toái, trong trẻo như trăng. Ổ chăng giật giật, vén lên một góc khe hở. Kiều Ngọc trùng chăng, lộ ra khe hở, nhìn về phía gian dần. Dưới ánh trăng, thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi, trên sợi tóc nhỏ vụn còn dính vụn gỗ trên sông cửa sổ, vẻ mặt chật vật. Nhưng hắn lớn lên thật sự tốt, 16 tuổi tiểu thiếu niên, ngây ngô ngây thơ chưa thoát, cười rộ lên còn có hai cái răng nanh nhỏ, ba phần côn đồ, bảy phần tuấn tú. Vô cùng đẹp trai. Kiều Ngọc nhìn anh một cái, rầu rĩ ư một tiếng. Ánh mắt Giang dần sáng lên, vội vàng cởi áo khoác, chui vào chăn. Che chăn lại. Thiếu niên hơi thở khẽ thở, không gian khép kín khô nóng, để cho hắn mồ hôi lại chảy xuống. Cả hai đều hơi căng thẳng. Dù sao cũng là loại chuyện này. Thiếu niên chậm rãi cởi nút áo sơ mi trắng. Sau đó lấy ra một. Cái túi. Cây quá. Thanh. Kiều Ngọc ngồi dậy, mở đèn pin, hai người trốn trong chăn, lặng lẽ chuẩn bị ăn vụng. Lão gia tử lần này tới thật sao? Thật sự thả chúng ta đi. Ừ, Kiều Ngọc thản nhiên nói. Sáng mai đi tiểu Nam Sơn dập đầu với sư phụ, sau đó đến trường nhất Trung Du Thành làm học tịch, tìm nhà xong rồi. Đi học. Ông cụ nói tuổi còn quá nhỏ. Kiều Ngọc gầm một miếng cây. Làm quen với hoàn cảnh bên ngoài trước. Giang dần vui vẻ vậy chẳng phải chúng ta có thể đến tiệm nét, còn có thể chơi game. Không ai quản, cũng quá sung sướng. Kiều Ngọc thưởng cho anh một cái liếc mắt. Đừng nghĩ nữa, điện thoại di động máy tính không cho mua, còn bảo chúng ta mang theo con sâu cái rắm, sinh hoạt phí do hắn quản. Mẹ kiếp. Lại dẫn hắn đi. Giang dần đen mặt. Anh và Kiều Ngọc có quan hệ tốt, cái gì mà thượng phòng bốc ngói, chui vào lỗ chó, ăn vụn cây, móc trứng chim cái gì mà chưa từng làm nhưng hết lần này tới lần khác có một con sâu bọ đi theo phía sau đánh hai người bọn họ báo cáo nhỏ vì thế một đám chuyện xấu đã bị bắt không ít lần bị đánh yên tâm đi lát nữa bán thẻ xanh của anh lén mua điện thoại thông minh không được thiếu niên nóng nảy món cây cũng không thơm trêu chọc người kiều ngọc liền thử một chút đó là lục phỉ thúy đế vương tổ truyền của kiều gia lễ sinh nhật 10 tuổi của Giang Dần. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại. Cầm lấy tay lén lút đánh cho mình một lá bài đầu xanh, còn tự tay đưa cho Kiều Ngọc, thề son sắc nói muốn thị tẩm. Vì thế, còn bị mẹ nó đánh một trận. Giang Dần bật đèn pin, nhìn vẻ mặt đáng tiếc của Kiều Ngọc, cầm lấy miếng cây. Không được ăn. Kiều Ngọc trừng mắt nhìn anh một cái, thân thể anh cứng đờ, lại ngoan ngoãn đưa lên tiểu gia không so đo với ngươi. Sợ hãi. Đây không phải là thấy em buồn sao? Giang Dần cẩn thận liếc nhìn cô một cái. Thật sự không có việc gì. Làm sao có thể không khó chịu? Sinh nhật thật tốt, tin tức lớn như vậy, đổi thành có thể chịu được. Bằng không cũng sẽ không sớm lên giường, chữ cũng không luyện. Ánh mắt Kiều Ngọc ẩm đạm một chút, lại thở dài một hơi. Minh Doanh, Kiều gia hiện tại là một năm không bằng một năm. Vẻ mặt nàng nghiêm túc. Điện tử sản nghiệp phát triển, ta kiều gia theo không kịp, gia gia còn thủ cựu, đại bá bọn họ lại loạn đầu tư, thua thiệt không ít tiền, ta là tiểu bối, nói không nên lời, rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực. Hiện tại không giống, ta không phải người kiều gia, đại bá bọn họ không quản được ta, sản nghiệp sau này của ta, bọn họ không có tư cách nhúng tay, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ kiều gia. Kiều Gia, không thể bại, không có huyết thống, ta vẫn là cháu nội của ông nội, trách nhiệm này, không thể quên. Em rất vui, thật đấy. Cô cười sảng khoái. Sau này, chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, anh cần phải giúp em. Lời này làm cho nghĩa khí trong lòng gian dần cọ cọ bay lên. Khách khí, ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ. Xem bộ dáng hào khí vạn trượng của huynh đệ, Kiều Ngọc Lan móng vuốt trốt cục vương ra. Cho nên, ngày mai chúng ta bán lá bài đầu xanh, như vậy mới có tiền đầu tư gây dựng sự nghiệp. Đừng mơ tưởng. Vậy đem tiền riêng của anh giao ra đây. Được rồi, được rồi. Hãy cẩn thận với chính phú. 18 văn, nam chính tạm thời chưa định, bởi vì tình cảm hí cũng không tại thiết lập đại cương. Bé đáng yêu thích vị nam hài tử nào, 18 phần diễn liền nhiều, cho nên, hăng hái ném ra nam chính trong lòng ngươi đi. Chủ sản văn lộ tuyến nữ chính vẫn trang bức vẫn sảng khoái. Hết chương này. Chương 7 Thái tử gia là học tra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Thái tử gia là học tra ngày hôm sau. Trường nhất Trung Du Thành Lớp 1, văn phòng giáo viên Kiều Ngọc đứng trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chầm chầm lá trà trôi nổi trên mặt bàn đến xuất thần. Trà này là sư phụ hái mây mù Nam Sơn, sớm lộ thần lên núi, tự mình chọn lá mầm Phẩm trà này, phải dùng suối tiểu nam sơn pha trà bồi trà, mới biết vị thuần sắc tú, hương hinh dịch thanh. Hôm nay, trà này bị nước sôi ngâm trong ly thủy tinh, còn bị người ta uống một ngụm lớn. Vẽ mặt kiều ngọc đau lòng. Lão Chu, người này, chúng ta không thu được. Chủ nhiệm vương nhổ trà vào trong ly, cầm lấy hai bài thi trên bàn làm việc. Cậu xem, văn tổng thi 120, Lý tổng mới thi 20 điểm, ngữ văn toán càng kém. Chủ nhiệm nể mặt, tiểu lục nhà chúng ta là mầm non học tập tốt. Người nói chuyện gọi là Chu Chính Vinh. Hơn 40 tuổi, dáng dấp cường tráng bản chính, rất là khôi ngô. Hắn là trụ cột của kiều gia. Lão thần nghiêm túc của thái tử đảng. Hạt giống tốt. Chủ nhiệm Vương nhìn điểm số trên bài thi, cười nhạo một tiếng. Trường nhất trung trường trọng điểm của tỉnh, tỷ lệ lên lớp đứng đầu, tất cả đều là mầm non tốt. Không chỉ có mầm non tốt, giáo viên ưu tú của chúng ta, giáo viên đặc biệt, tổ lớp một nắm một bó lớn. Này nếu thả cái học sinh kém tiếng vào, không chỉ có kéo thấp lên lớp suất, này hàng năm giáo sư đánh giá, còn muốn hay không? Hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Chu Chính Vinh. Lão Chu, đừng làm khó em, để con tìm một trường kỹ thuật, học tay nghề, so với cái gì cũng tốt hơn trường kỹ thuật mặt chu chính vinh lập tức đen lại thái tử gia nhà bọn họ tứ thư ngũ kinh lục nghệ võ lược văn thao nơi nào chính là kém sinh vẫn còn khi hắn nhìn thấy điểm đỏ tươi trên mặt cuốn trong lòng đột nhiên đau xót thời thế đã thay đổi lão tổ tôn giáo cùng trường học học không giống nhau lần này thái tử gia có thể đi ra có lẽ cũng là chuyện tốt hắn khẽ cắn môi bắt đầu cười làm lành chủ nhiệm ngài giúp một tay chúng ta giao tình lâu rồi đứa nhỏ này là chịu tốn công phu cậu ngài tự mình mang theo sau này có chỗ cần hỗ trợ ngài tùy thời mở miệng thái độ của hắn hạ thấp không lưng xuống tư thế này làm cho chiều cao khôi ngô của hắn thấp hơn chủ nhiệm vương mập mạp một cái đầu kiều ngọc kinh ngạc nhìn tấm lưng rộng lớn của anh khi còn nhỏ đi tiểu nam sơn bái sư cầu học. Đường núi kéo dài dốc đứng, chú chu cứ không lưng như vậy, mỗi ngày cổng cô lên núi. Một lưng ba năm, mưa gió không trở ngại. Cô hơi nhíu mày, chặn lời cầu xin của anh lại. Chu thúc. Tiểu lục. Chu chính vinh quay đầu lại, quát lớn một tiếng. Kiều gia có quy củ, trưởng bối ở bên ngoài nói chuyện, làm gì có đạo lý tiểu bối xen vào. Chuông tan học vang lên văn phòng lục tục có giáo viên đi vào chủ nhiệm vương không rảnh càng quấy với bọn họ hắn cầm lấy giáo án chuẩn bị đi học chủ nhiệm ngài suy nghĩ lại đi chu chính vinh nóng nảy vội vàng túng lấy hắn lão chu người đây là ý gì chủ nhiệm vương nổi tiếng tôi đã nói rồi giao tình là giao tình quy củ là quy củ trường nhất trung chúng ta là trường trung học trọng điểm không phải trường kỹ thuật bên ngoài ai cũng có thể nhét vào trong. Anh chỉ chỉ Kiều Ngọc. Loại học sinh này, nói trắng ra, chỉ có thể cản trở, phụ huynh các ngươi dạy không tốt, hiện tại muốn đưa tới trường học của chúng ta, vô dụng. Nếu ảnh hưởng đến tỷ lệ lên lớp của trường chúng ta, em có thể chịu trách nhiệm hay là anh có thể chịu trách nhiệm? Hắn nữ khí chính trực ngôn từ, không chút khách khí. Nhiều giáo viên nhìn sang bên này. Nhưng không ai nói chuyện. Trường nhất trung nhập học, cũng không phải dựa vào quan hệ có thể vào. Bao nhiêu phụ huynh tới cầu tình, loại chuyện này, bọn họ thấy nhưng không thể trách. Kết cục còn không phải đều là xám xịt đi rồi sao? Bọn họ lắc đầu, chuẩn bị cúi đầu soạn bài. Ồ, bài văn này, sao vẫn dùng văn ngôn viết? Hết chương này. Chương 8 Dùng văn ngôn văn tả viết văn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 dùng văn ngôn văn viết văn. Văn ngôn văn. Sao có thể chứ? Trung học phổ thông một thiên viết văn 800 chữ, dùng văn ngôn viết. Điên à! Toàn bộ giáo viên văn phòng tò mò đến gần. Trên bàn làm việc của chủ nhiệm. Một bài thi ngữ văn được mở ra. Còn chưa nhìn kỹ, lại bị chữ viết này hấp dẫn hơn phân nửa tâm thần. Bút phong mạnh mẽ, đại khí tiêu sái, từng nét từng nét đều như thương long không cầm quyền hiện lên trên giấy tự hay lắm trong lòng các sư phụ tán thưởng một tiếng bọn họ lại nhìn chủ đề bài văn này là nghị luận văn phải biết luận văn nghị luận là khó viết nhất so với viết người so với viết cảnh nghị luận văn hao tổn đầu óc nhất nó muốn lập luận lập luận lập luận phân tích sự vật luận thuyết lý lẽ phát biểu ý kiến, đưa ra chủ trương, tứ đại phân hạng, thiếu một thứ cũng không được. Nói trắng ra, chính là bày ra sự thật, giảng đạo lý, phân biệt thị phi, lấy ví dụ. Vậy, câu đầu tiên phá đề này, tung ra luận điểm, càng quan trọng. Phía dưới 800 chữ, đều là lấy luận điểm đến nghị luận. Vẻ đẹp là gì? Đề này, cô muốn phá như thế nào, giải như thế nào? Tất cả các giáo viên không thể không tò mò còn xen lẫn một tia chờ mong mà bọn họ cũng không thể phát hiện. Quân tử huệ mà không phí, lao mà không oán, dục mà không tham, thái mà không kiêu, uy mà không mảnh, gọi là ngũ mỹ. Được rồi. Trong lòng các giáo viên tổ văn khoa khen ngợi một tiếng. Đệ này, phá hay lắm. Phá hay lắm. Trước thêm 10 điểm. Họ nhìn xuống xa hơn. Vì lợi ích của dân mà lợi. Chọn có thể lao mà lao muốn nhân mà được nhân. Các giáo viên bất giác gật đầu. Thảo luận cặn kẻ lý lẽ. Lại thêm 10 điểm. Kế tiếp, chính là hạng mục thứ ba, cũng là hạng mục quan trọng nhất. Trình bày quan điểm của mình. Cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, khối này, phải có tính lo diệt nghiêm cẩn của mình. Có thể tranh luận thành công hay không, có thể lấy được điểm cao hay không, liền xem nơi này. Nhưng không muốn. Tác giả này chuyển ngòi bút, hai chữ tứ ác như một thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm sắc bén, sắc bén mà mũi nhọn. Không vậy mà dết gọi là ngược. Không giới coi là bạo lực. Từng chữ lực thấu lưng giấy, giống như lão giả từ ái hướng dẫn từng bước đột nhiên uy nghi nghiêm túc. Đến cuối cùng. Tôn ngũ Mỹ, bình tứ ác, phương thành nhân, phương vi Mỹ. Lời cuối cùng. Đưa ra yêu sách. Hãy đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho tác phẩm này nhưng dấu chấm tròn kia rồi lại không thể gọi là dấu chấm tròn ra khỏi võ kiếm nhận hàng quan lành thấu xương thu kiếm trở về võ đồng thời làm cho người ta lưu lại rung động thật lớn thật lâu không cách nào bình phục văn phòng lập tức yên tĩnh lại văn hay từ hay đấy nếm nhẹ một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa lại không thể tận hứng một chút chữ như vậy liền tám trăm chữ vì sao dấu chấm câu còn tính là một chữ không đúng bài văn này sao lại không điểm một tiếng nghi vấn phá vỡ suy nghĩ của các vị lão sư không điểm không đời nào bọn họ từ trên chữ viết không nở dời đi nhìn về phía điểm số trên đỉnh bút đỏ đường nét lưu loát cho một số không thật lớn ai đánh giá bài thi bài văn này điểm tối đa đều có thể lấy đúng vậy học sinh này học lớp nào? Có phải là phương văn tuệ lớp một không? Ngữ văn của cô ấy tốt nhất. Không có khả năng, chữ viết này không giống. Học sinh này rốt cuộc là ai? Các giáo viên lại tò mò. Học bá khoa văn này, rốt cuộc là ai vậy? Họ lật mặt trước. Hai chữ đập vào mắt. Kiều Ngọc. Đây là ai? Hết chương này. Chương 9 Tại hoa hơn người không phải là sai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Tài năng không sai đợi đã. Cái này đều không quan trọng trước. Quan trọng đấy. Bài thi này ai sửa? Điểm là em làm, bài văn lấy lòng mọi người, nếu thi tốt nghiệp trung học, giáo viên sẽ không liếc mắt một cái. Chủ nhiệm vương sụ mặt. Viết văn không kiên định, còn muốn lấy điểm cao. Nằm mơ lời này liền nghiêm trọng. Cái gì gọi là lấy lòng mọi người? Rõ ràng là nền tảng vững chắc. Tổ trưởng tổ khoa văn lớp 10 bất mãn. Chủ nhiệm, viết văn cùng các ngươi hóa học không giống nhau, hóa học chỉ có một tiêu chuẩn đáp án, viết văn, tài hoa hơn người không phải sai. Cô giáo từ, lời này cô đừng nói với tôi. Chủ nhiệm vương cầm bài thi lên. Cô đi nói với giáo viên thi đại học đi lớp các ngươi liền có ngươi như vậy chủ nhiệm lớp, học sinh mới không nở, tháng này thi tháng, lớp các ngươi lại là cuối cùng của khối đi. Cô giáo từ sắc mặt khó coi. Chủ nhiệm vương nhân cơ hội cảnh tỉnh mọi người. Ta không hy vọng trường học của chúng ta xuất hiện như vậy học sinh, còn có, thi tốt nghiệp trung học xem thành tích, xem tổng điểm. Văn phòng lập tức yên tĩnh lại. Không ai mở miệng nữa, ngay cả cô giáo từ cũng cúi đầu. Chủ nhiệm vương hài lòng hắn không rảnh cùng một vị học sinh kém nói nhiều. Các cậu họp ở đây à, giọng nói khàn khàn già nua vang lên. Khó trách tôi tới đây, các cậu ồn ào nhất năm nhất. Lão hiệu trưởng. Văn phòng hét lên. Kiều Ngọc nhìn về phía cửa. Văn phòng đi vào một vị lão nhân, ước chừng hơn 60 tuổi, tóc chạy cẩn thận tỉ mỉ, chính là lưng có chút đà, đeo kính mắt, thần sắc hòa ái thân thiết. Thảo luận cái gì đây? Anh hỏi thầy hiệu trưởng thầy xem bài thi này thầy từ khẽ cắn môi vẫn đưa bài thi lên chủ nhiệm vương đánh bài văn không điểm thầy phân xử không điểm viết văn để tôi xem lão hiệu trưởng nâng kính nhận bài thi vào tay ờ chữ này hay lắm chữ tốt vừa rơi xuống lại tiếp một tiếng tốt tiếng này xen lẫn kinh hỉ làm cho thắt lưng chu chính vinh cúi xuống thẳng tắp hắn nhìn ánh mắt đục ngầu của lão hiệu trưởng từ kinh hỷ đến tán thưởng rồi đến kích động đủ loại biểu tình biến hóa bất quá trong giây lát anh ta biết điều đó thái tử gia nhà bọn họ không kém bất cứ đứa trẻ nào vậy là hết rồi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thu thế rất nhanh làm cho người ta không kịp tinh tế thưởng thức phong mang chỉ còn lại ý bị sắc bén đâm thủng vẫn chưa hết lão hiệu trưởng học sinh này nhập học thi trượt Lý tổng mới 20 điểm, như vậy học sinh, viết văn tốt cũng vô dụng. 20 điểm. Không chỉ có lão hiệu trưởng, ngay cả cô giáo từ cũng chấn kinh. Hắn cho rằng đứa nhỏ này là học bá khoa văn. Không nghĩ tới thiên khoa nghiêm trọng như vậy. Năm nhất rồi, thành tích môn lý kém, làm sao bổ sung. Cô giáo từ có chút thất vọng. Giống như chủ nhiệm vương nói, thi đại học viết văn tốt vô dụng, xem thành tích tổng điểm hiệu trưởng, có thể cho đứa nhỏ một cơ hội hay không? Chu Chính Vinh kéo Kiều Ngọc đến trước mặt. Ta cam đoan, nàng sẽ không để cho ngài thất vọng. Lão hiệu trưởng niệm niệm không nở dời bài thi, nhìn về phía Kiều Ngọc. Kiều Ngọc nhu thuận cười cười. Cô dài sạch sẽ, dưới mái tóc ngắn mềm mại, là một đôi mắt trong suốt. Bị nàng nhìn thoáng qua, dường như tất cả ô nhiễm trên thế gian đều biến mất. Lão hiệu trưởng sửng sốt. Người xưa thích nói câu cũ. Nhìn duyên mắt. Tuổi càng lớn càng chú ý, dù sao sống hơn nửa đời người, nhìn phẩm tính con người, có thể sờ bảy tám lần. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Kiều Ngọc, chính là hữu lễ, quy củ. Người trẻ tuổi táo bạo. Hắn nhìn quen rồi. Nhưng đứa trẻ trước mắt thì khác. Nàng đứng ở đó, khí chất trầm ổn, không kêu không nóng nảy, còn lộ ra ngạo khí cùng tự tin độc hữu của người trẻ tuổi. Ngươi tên là gì? Hắn nhìn không được hỏi, thanh âm cũng phát ra từ ái không ít. Học sinh kiều ngọc, tự giận trăng. Và lời nói. Hết chương này. Chương 10 Cưỡng ép thu đồ để có thể vẫn được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 cưỡng ép thu đồ để cũng được lão viện trưởng hơi kinh ngạc. Bản chữ cái kỳ đức, quan trọng nhất, còn thể hiện rõ lời răng dạy của trưởng bối trong nhà đối với con cháu người nào anh hỏi chính đức hậu sinh đạt đến chí thiện lão viện trưởng nhai hàm nghĩa của chữ này lại hỏi một câu vậy tôi kiểm tra cô ý của những lời này cô có hiểu không kiều ngọc cung kính nói dân sinh hậu nhi đức chính dụng lời nhi sự tiết trưởng bối trong nhà hy vọng học sinh bách hành dĩ đức cầm đầu đức vi tiên giọng nói của cô không lớn nhưng vừa mở miệng tất cả giáo viên trong phòng đều im lặng. Không khí này cũng rất quỷ dị. Kiều Ngọc thái độ khiêm tốn lễ độ, cái này không giống học sinh, ngược lại giống như là một tiểu thư khuê các được đại gia đình truyền thống bồi dưỡng ra. Không. Không đúng. Tiểu thư khuê các này cũng không thích hợp. Khí thế ăn nói hàm dưỡng kia, càng giống vị tiểu thiếu gia bụng có thi thư khí tự hoa, trong xương lộ ra rụt rè. Nhận thức này khiến bọn họ cả kinh hiệu trưởng cũ cũng vậy. Hắn đối với đứa nhỏ này là càng ngày càng tò mò. Thành tích Lý Tống sao lại kém như vậy? Sư phụ không dạy. Kiều Ngọc thành thật nói. Không dạy. Sao có thể chứ? Trung học cơ sở đã bắt đầu học vật lý hóa học rồi. Vậy bình thường cậu học cái gì? Những lời này hỏi đến tâm khảm của tất cả lão sư. Kiều Ngọc Cân nhắc mở miệng. Tứ thư ngũ kinh lục nghệ, học sinh đều hiểu sơ qua mọi người trừng mắt trong lòng gầm thét này 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 thời đại nào rồi ngươi học cái gì có ích lợi a à? thi đại học có thể thêm điểm không cái gì mà phụ huynh thời đại này còn thủ cựu đây không phải là dạy hư hài tử sao trong lòng lão hiệu trưởng cũng nghĩ như vậy hắn cho rằng kiều ngọc là một người đọc sách bất kể là hàm dưỡng học thức hắn đều mơ hồ lộ ra ý tiết tài không muốn để viên minh châu này bị che khuất học khoa văn cũng được lý lý từ từ bổ sung không vội đây là chuẩn bị thu người chu chính vinh vui vẻ bàn tay to cầm bả vai kiều ngọc còn không mau cảm ơn hiệu trưởng kiều ngọc không nhúc nhích cô có chút do dự sư phụ dạy ta chọn sư phụ không thể không cẩn thận huống hồ học sinh đi học không cầu thành tích chỉ vì tò mò sợ là không thể tuân theo phong cách học tập của quý giáo chết tiệt bị từ chối bọn họ đặc biệt trúng tuyển ngươi lại ghét bỏ còn chọn sư không thể không cẩn thận trường nhất trung bọn họ tất cả đều là giáo viên ưu tú giáo viên đặc biệt sao còn không dạy được ngươi chủ nhiệm vương cười lạnh mọi người xem đi tôi sẽ nói thành tích học tập đại biểu cho tất cả thành tích kém hơn phân nửa là không có giáo dục Đủ rồi. Lão hiệu trưởng quát lớn một tiếng. Cả ngày không phải tỷ lệ lên lớp thì cũng là thành tích, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng bị anh bức điên rồi. Chủ nhiệm Vương xanh mặt. Hắn tư lịch lão, như vậy bị lão hiệu trưởng trước mặt mọi người hạ mặt vẫn là lần đầu tiên. Lão hiệu trưởng cũng không quản hắn. Anh tán thưởng vỗ vỗ bả vai Kiều Ngọc. Đi học ham học hỏi, những lời này nói không sai. Anh cười hỏi: em muốn học khoa học tự nhiên. Ừ, nếu cậu không chê, khoa học tự nhiên, tôi giúp cậu tự mình bổ sung. Cái gì? Các giáo viên văn phòng đều giật mình. Muốn một vị viện sĩ nghiên cứu khoa học tự mình dạy thêm cho một đứa bé. Đây không phải là vết gà dùng dao mổ trâu sao? Lại nói. Lão hiệu trưởng không phải chưa bao giờ thu đồ đề sao? Năm đó làm nghiên cứu khoa học, bao nhiêu thiên tài học bá cầu bái sư, đều bị cự tuyệt hiện tại cùng đứa nhỏ này nói không đến 10 câu, liền muốn tự mình thu đồ đệ. Còn muốn cô đừng ghét bỏ. Cô giáo từ bối rối. Càng mơ hồ còn ở phía sau. Kiều Ngọc hơi nhíu mày, cẩn thận trả lời một câu. Học sinh muốn suy nghĩ. Cô giáo từ. Này này này. Cân nhắc cái lông. Trước mặt ngươi chính là gánh vác của toàn bộ giới nghiên cứu khoa học. Anh có hiểu không? Kiều Ngọc nói xong lão hiệu trưởng cũng sửng sốt sau đó nhìn không được xoa xoa đầu cô đứa nhỏ này rất hợp khẩu vị của hắn trong lòng hắn hài lòng da mặt già dạ nua cũng không cần đừng suy nghĩ nữa bây giờ đi làm học tịch ngày mai lên lớp cô giáo từ khoa văn xem giúp cứ quyết định như vậy đi cưỡng ép thu đồ đệ thầy hiệu trưởng thầy đủ rồi trong lòng cô giáo từ điên cuồng chăm chọc hả đợi đã không đúng lão hiệu trưởng vừa mới nói để cho hắn hỗ trợ mang khoa văn chết tiệt hắn đối với tứ thư ngũ kinh không quen a à. đến lúc đó ai dạy ai a à. hết chương này